Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hello Channel. Và ngay lúc này đây, Hello đã về cho các bạn chiếc ổ đĩa rời dành cho ai đã và đang sử dụng BS5 Slim Digital mà muốn nâng cấp lên để chơi game bằng đĩa, hoặc là bạn bè của các bạn có đĩa dư hoặc là những chiếc đĩa game đã chơi xong rồi mà để sử dụng chúng thì các bạn cần lắp thiết bị này vô. Và trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ inbox nó xem bên trong có những gì và sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp nó và đăng ký nó trên chiếc BS5 của chúng ta. Chúng ta bắt đầu nha. Thì đầu tiên, chúng ta sẽ tháo phần dưới của chiếc máy BS5 Slim của chúng ta ra. Chi tiết toàn bộ phần tháo ốp máy, các bạn có thể tham khảo qua video này cùng tụi mình nha. Hãy tìm cho mình một tấm vải thật mềm mại hoặc bất cứ thứ gì mềm mại để dưới chiếc máy của mình trước khi các bạn bắt đầu nha. Và lưu ý luôn, ngay từ đầu, các bạn hãy đảm bảo là chiếc máy BS5 của các bạn đã tắt nguồn hoàn toàn trước khi rút dây và đợi máy nghỉ khoảng 15 phút trước khi tiến hành tháo bên trong nếu các bạn sử dụng máy trước đó. Ngay phía ngoài này nè, các bạn có thể nhìn thấy hai ngạnh của chiếc ổ đĩa. Lúc đó chúng ta sẽ cài nó vào phần lỗ máy BS5 Slim. Lúc này phải cẩn thận xíu nha, nếu mà mạnh tay quá thì nó sẽ bị gãy á. Lúc này thì chân tiếp nối với máy BS5 sẽ được kết nối trực tiếp với ổ đĩa. Các bạn có thể nghe một tiếng cạch, có nghĩa là chúng ta đã gắn xong rồi đó. Rồi, sau đó chúng ta sẽ gắn chiếc vỏ ngoài vào, đặt phần phía sau vô trước, hướng lên trên như cái nắp vậy nha. Sau đó chúng ta sẽ đóng xuống. Lúc này các bạn cài hơi mạnh tay một xíu để phần phía dưới nghe một cái cạch, tức là phần ốp đã khớp vào ổ đĩa rồi đó. Các bạn phải luôn nhớ là chân đế nằm ngang của bạn có ổ đĩa sẽ to hơn một xíu so với bản digital nha. Do đó chân đế digital sẽ không sử dụng được. Lúc này chúng ta sẽ gắn chân đế bự vào là xong. Nếu các bạn muốn tháo ra thì cũng rất là đơn giản như mình đã hướng dẫn trong video trước đó. Các bạn hãy tham khảo thêm để biết hết từ A tới Z nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng ký ổ đĩa. Hãy cắm máy vào màn hình và bắt đầu thôi. Rồi, chúng ta sẽ mở máy lên như bình thường ha. Lúc này máy sẽ bắt đầu cập nhật ổ đĩa. Trong toàn bộ quá trình này mình sẽ không cho đĩa vào, cũng như tuyệt đối không được rút dây nguồn của BS5 ra nha các bạn. Sau đó máy sẽ bắt đầu đăng ký ổ đĩa. Lưu ý rằng máy sẽ luôn bắt các bạn cập nhật lên phiên bản mới nhất để có thể sử dụng được ổ đĩa. Cho nên, để tránh mất thời gian, các bạn hãy luôn luôn cập nhật máy lên phiên bản mới nhất nha. Rồi, sau khi cập nhật máy xong toàn bộ thì ngay lúc này đây, chúng ta đã chính thức có thể đăng ký được ổ đĩa của mình. Máy sẽ cho hiện thông báo, giờ chúng ta có thể sử dụng được ổ đĩa. Cũng luôn nhắc lại cho các bạn một lần nữa là chúng ta phải tắt máy, rút dây nguồn, rồi sau đó mới tiến hành tháo hoặc gắn ổ đĩa nha các bạn. Và sau khi nhấn OK thì chúng ta sẽ vô lại màn hình chính của máy BS5. Lúc này đây, chúng ta đã có thể cho đĩa vào ổ và có thể chơi game trên đĩa được rồi. Cùng bắt đầu thôi. Và đó là toàn bộ các bước để đăng ký và tháo lắp chiếc ổ đĩa rời trên chiếc máy BS5 Slim của chúng ta. Đơn giản phải không các bạn? Và hiện tại sản phẩm này đã có mặt tại Hello Shop, dành cho những ai đang muốn nâng cấp chiếc máy digital của mình lên, hoặc là những ai đang chán chơi game digital mà muốn chơi game bằng đĩa của bạn bè hoặc gia đình, các bạn có thể liên hệ với chúng mình qua hotline hoặc fanpage để chúng mình tư vấn mua hàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.